Nếu một ngày hai thần tượng của bạn có quan điểm trái ngược nhau, thậm chí chỉ trích nhau, bạn sẽ chọn đứng về phía nào? Một câu chuyện tương tự vừa xảy ra trong cộng đồng anime khi đạo diễn Hosoda Mamoru, người đứng sau thành công của Summer Wars và Web Children, đã buông lời chỉ trích cha đẻ của sưởng hoạt hình Ghibli đình đám Miyazaki Hayao trong một quan điểm về nghệ thuật ngay giữa một sự kiện có tầm quốc tế. Cụ thể, Hosoda đã nói gì? Đâu là động lực đằng sau câu nói này? Cùng chúng mình tìm hiểu tiếp nhé! Thật ra mối quan hệ giữa hai người không quá xa lạ nhau. Ngay từ nhỏ, Hosoda Mamoru đã được truyền cảm hứng để theo đuổi sự nghiệp của mình khi xem bộ phim The Castle of Cagliostro của đạo diễn gạo cội Miyazaki. Sau khi tốt nghiệp ngành sơn dầu, ông đã có cơ hội ứng tuyển tại Studio Ghibli nhưng cuối cùng lại nhận được bức thư từ chối từ chính vị tiền bối. Trong thư, đạo diễn Miyazaki thể hiện sự đánh giá cao năng lực của Hosoda và cho rằng làm việc ở Ghibli chỉ làm thui chột tài năng của ông mà thôi. Về sau, trong suốt sự nghiệp của mình, Hosoda đã cho thấy lời nhận xét của đạo diễn Miyazaki năm xưa là hoàn toàn sáng suốt khi đã mang về 5 giải thưởng phim hoạt hình của năm do Hiệp hội Điện ảnh Hàn Lâm Nhật Bản trao tặng cho 5 bộ phim liên tiếp của ông. Trong đó, Mirai còn được đề cử Oscar cho hạng mục phim hoạt hình xuất sắc. Với thành tích đáng nể này, ông đã tạo dựng được chỗ đứng vững chắc trong lòng khán giả thông qua dấu ấn nghệ thuật độc đáo của mình. Ấy thế mà mới đây, trong buổi công chiếu bộ phim mới nhất của ông tại Liên hoan phim Cannes, Hosoda Mamoru đã có lời nhận xét một cách tiêu cực đến Miyazaki Hayao. Cụ thể, ông đã phát biểu rằng anime đã cho thấy hình ảnh của phụ nữ Nhật Bản đã bị hạ thấp và không được xem trọng trong xã hội như thế nào. Họ bị đối xử như thần thánh và điều đó chẳng giống họ ngoài đời thực. Có một bậc thầy về hoạt hình của Nhật mà ông không nhắc tên đã luôn chọn hình ảnh phụ nữ trẻ tuổi để làm nhân vật anh hùng trong phim của mình. Ông cho rằng vị tiền bối đó làm vậy chỉ vì thiếu tự tin vào bản thân như một người đàn ông. Trong phim của ông, các nhân vật nữ sẽ không phải chịu đựng những áp lực xã hội ép buộc trở thành những hình mẫu hoàn hảo của sự trong trắng và thơ ngây như thế. Tuy không chỉ mặt gọi tên, nhưng ai nấy cũng đều hiểu người mà đạo diễn Hosoda đang ám chỉ là Miyazaki. Sự việc này đã gây xôn xao lớn giữa những người hâm mộ của cả hai vị đạo diễn. Người thì cho rằng Hosoda đã xúc phạm vị đạo diễn già và khuyên ông nên đi hỏi chính những người phụ nữ xem họ thấy nhân vật của ai gần với nữ giới ngoài đời thật hơn thay vì đưa ra những nhận xét chủ quan như bao nhiêu đàn ông vẫn làm. Người thì cho rằng Hosoda chưa chắc đã nhắm vào một ai đó cụ thể mà đang nói khái quát về văn hóa thần tượng lệch lạc ở Nhật Bản. Lại có người đồng tình với Hosoda khi cho rằng phim của Miyazaki đã lỗi thời, từ đó dấy lên những tranh luận về việc liệu Hosoda có vượt trội hẳn so với Miyazaki trong khoản xây dựng hình tượng nhân vật nữ hay không. Đạo diễn Miyazaki Hayao, người đã trở thành huyền thoại không chỉ ở Nhật Bản mà còn ở tầm thế giới với những thước phim tôn vinh nữ quyền đi trước thời đại. Các nhân vật nữ trong phim của ông sớm đã thoát khỏi hình tượng công chúa, mặc một chiếc váy thật đẹp và chờ hoàng tử đến cứu, mà thay vào đó là tự mình cầm vũ khí để bảo vệ bình yên cho môi trường. Chính đạo diễn Miyazaki cũng đã từng có nhận xét tương tự về ngành công nghiệp hoạt hình nước nhà khi cho rằng phần lớn các phim hoạt hình Nhật Bản được tạo ra bởi những người thiếu quan sát từ thực tế, khiến những nhân vật nữ không giống với con người ngoài đời thực. Trớ trêu thay, bây giờ ông lại nhận một lời đánh giá tương tự về mình từ một hậu bối. Vậy trong mắt của nhà làm phim lõi làng, các nhân vật của ông đã mô tả thực tế như thế nào? Trừ hai bộ The Castle of Cagliostro và The Wind Rises thì 9 trên 11 phim còn lại của ông lấy nhân vật chính hoặc đồng hành cùng nhân vật chính là nữ. Phần lớn những nhân vật này đều dưới 16 tuổi, đều có một quan điểm mạnh mẽ về cuộc sống, đều đứng về lẽ phải và không ngại dấn thân cho điều mình tin tưởng, đều có xuất thân hoặc có cơ hội sống trong tầng lớp lao động. Trừ hai cô bé Satsuki và Meiza. Tuy nhiên, cách Satsuki nấu nướng, chăm sóc cho gia đình có thể cho thấy cô bé đã được nuôi dạy để quen với lao động như thế nào. Như vậy, đối với đạo diễn Miyazaki Hayao, một nhân vật nữ sát với thực tế là một người phụ nữ có chính kiến một cách rõ ràng về cuộc sống, chủ động thực hiện những mong muốn của mình và là những con người yêu lao động. Quả thực, đây chính là hình tượng người phụ nữ độc lập của xã hội hiện đại đã xuất hiện từ rất sớm trong phim của ông. Có lẽ do đạo diễn Miyazaki hướng đến khán giả thiếu nhi, nên cách xây dựng nhân vật có phần lý tưởng, hoàn mỹ nhằm truyền tải các thông điệp vĩ mô về môi trường, hòa bình và bình đẳng giới. Còn về phần đạo diễn Hosoda Mamoru, mình sẽ phân tích thông qua 3 nhân vật sau: Makoto, Natsuki và Hana. Đặc điểm chung của họ là đều đã trên 16 tuổi, họ đều có những mâu thuẫn nội tâm phức tạp, đều cảm thấy có phần tự ti về bản thân, từ đó đưa ra những quyết định sai lầm và đôi khi hối hận về nó. Sau cùng, họ chỉ là những cô gái chân yếu tay mềm, xuất thân trí thức của xã hội hiện đại. Makoto trong The Girl Who Left Through Time luôn luôn không hài lòng với cuộc sống của mình. Vì thế, khi có cơ hội, cô đã ngay lập tức chỉnh sửa lại quá khứ để có thể đạt được cuộc sống mà bản thân ưng ý nhất. Tuy nhiên, càng sửa càng sai.
Đến cuối cùng, cô phải chấp nhận bản thân sẽ không có tất cả mọi thứ mà mình mong muốn trong cuộc đời. Natsuki trong Summer Wars tuy là hoa khôi của trường, rất năng động tự tin, nhưng lại luôn cảm thấy xấu hổ vì tình cảm thiếu nữ mà cô đã chót dành cho ông cậu, con trai riêng của ông cố mình. Đã vậy, cô còn tìm một bạn học cùng trường, giả làm người yêu để mang về ra mắt bà cố, nhằm đối phó với lời hứa của mình với bà. Còn người mẹ đơn thân Hana trong Wolf Children, bên cạnh những cố gắng rất lớn để một mình nuôi con với số tiền tiết kiệm ít ỏi, thì cô vẫn loay hoay với sự thiếu từng trải của bản thân. Cô hoàn toàn trông cậy vào sách vở để giải quyết mọi vấn đề, từ sinh con, nuôi dạy con đến trồng trọt. Tuy nhiên, thực tế thường khác xa lý thuyết, thất bại liên tục làm cô phải thốt lên trong hoang mang rằng mẹ còn nhiều thứ phải học hỏi lắm. Cô cố gắng tìm một nơi ở phù hợp để con mình có thể sống đúng với bản chất nửa người nửa sói. Nhưng khi chúng lớn lên, rời xa cô để sống trọn vẹn với cuộc đời của riêng mình, thì cô lại ngăn cản. Các nhân vật của đạo diễn Hosoda đều cho chúng ta một cảm giác nhân vô thập toàn. Phim của ông hướng đến khán giả ở độ tuổi thiếu niên, độ tuổi đang tìm cách để hiểu chính bản thân mình, để biết mình là ai và sẽ đi về đâu. Nên các nhân vật luôn có điểm yếu dễ đồng cảm, dễ tiếp cận nhằm truyền tải các thông điệp vi mô về sự tự hoàn thiện bản thân và vượt qua nghịch cảnh. Quả thật, có phần không sai khi đạo diễn Hosoda cho rằng phim của người tiền bối đã tạo nên những hình mẫu hơn là những con người cá nhân. Nhưng theo ý kiến chủ quan của mình, các nhân vật mang hình mẫu lý tưởng về phụ nữ của đạo diễn Miyazaki hoàn toàn phù hợp với ý đồ nghệ thuật của ông. Và sự khác biệt giữa phim của hai đạo diễn nằm ở đối tượng khán giả mà phim nhắm đến, cùng các thông điệp mà đạo diễn muốn truyền đạt. Như vậy, sự đối lập nhau của hai vị đạo diễn không những không bài trừ lẫn nhau mà còn bổ sung cho nhau. Lúc còn nhỏ, ta sẽ yêu thích những bộ phim mang bối cảnh mầu nhiệm kỳ ảo và tiếp nhận những bài học lớn lao về tình yêu thiên nhiên, yêu lao động của đạo diễn Miyazaki. Để đến khi lớn lên, chập chững bước vào đời, ta sẽ được thấu hiểu, được đồng cảm và tạo động lực vượt qua những yếu kém, sai sót của bản thân thông qua phim của đạo diễn Hosoda. Vậy, phải chăng đạo diễn Hosoda đã quá lời khi đưa ra những chỉ trích về vị tiền bối từng tạo cảm hứng để mình theo đuổi đam mê hay sao? Có vẻ như mọi việc bắt đầu từ năm 2001. Lúc này, Hosoda đã bắt đầu ghi dấu tên tuổi khi đạo diễn bộ phim đầu tiên của mình, Digimon The Movie. Studio Ghibli đã mời ông về để thực hiện dự án chuyển thể tiểu thuyết Howl's Moving Castle thành phim hoạt hình điện ảnh để ra mắt vào năm 2003. Tuy nhiên, trong giai đoạn tiền kỳ của dự án, nhà sản xuất của Studio Ghibli đã yêu cầu Hosoda làm nó theo phong cách của Miyazaki, nhưng ông lại muốn làm nó theo cách riêng của mình. Vì thế, ông đã rời khỏi studio vào giữa năm 2002. Bộ phim về sau đã được chính tay đạo diễn Miyazaki thực hiện và trở thành phiên bản nổi tiếng mà ta vẫn biết đến. Đến năm 2006, The Girl Who Left Through Time ra mắt đánh dấu con đường thành công không ngơi nghỉ của Hosoda Mamoru. Khi đó, ông đã được người hâm mộ mệnh danh là người kế nhiệm Miyazaki, hay Miyazaki thứ hai. Có lẽ chính vì điều này, cộng với rạn nứt từ trước đó, nên càng làm cho ông muốn tạo được dấu ấn khác biệt mạnh mẽ với người tiền bối của mình. Không đi theo phong cách kỳ ảo đặc trưng của Miyazaki, Hosoda đã tìm được cảm hứng chính cho các tác phẩm của ông, đó là đề tài gia đình. Các câu chuyện của Hosoda thể hiện được sự kết nối chặt chẽ giữa cá nhân và gia đình trong quá trình trưởng thành của mình. Makoto luôn có người dì của mình để tham vấn mọi điều bất thường trong cuộc sống. Ame và Yuki có lẽ đã phải sống một cuộc đời cô đơn và cơ cực như cha của mình nếu không có sự bảo vệ và che chở của mẹ Hana. Và còn ví dụ nào hoàn hảo hơn đại gia đình nhà Jinnochi của Natsuki sát cánh cùng nhau trong cuộc chiến bảo vệ thế giới. Bên cạnh đó, tuy cũng chọn các nhân vật nữ làm đối tượng trung tâm để kể chuyện, nhưng đạo diễn đã tạo được sự khác biệt trong việc khai thác mâu thuẫn nội tâm của nhân vật. Bối cảnh trong phim của Hosoda cũng hướng đến xã hội hiện đại, nơi cuộc sống của con người gắn liền với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, đối lập với sự hoài cổ và hướng về thiên nhiên của Miyazaki. Tuy vậy, các nhân vật của Hosoda trong câu chuyện của riêng mình cũng có những đặc điểm hoàn mỹ giống với các nhân vật của Miyazaki. Chẳng phải như sự nỗ lực của Hana trong quá trình vượt qua nghịch cảnh để nuôi dạy con đã biến cô thành hình tượng một người mẹ lý tưởng hay sao? Các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hãy comment bên dưới để chúng ta cùng thảo luận nhé! Không thể phủ nhận được, đạo diễn Hosoda đang là một trong những ngôi sao sáng nhất trong thế hệ hiện tại cùng với đạo diễn Shinkai Makoto. Sau thế hệ lão làng của Miyazaki Hayao, người hâm mộ vẫn vô cùng hoan nghênh những nhà làm phim tài năng mới tiếp tục đóng góp trí tuệ và sự sáng tạo để tạo ra những bộ phim hay chạm vào trái tim của khán giả. Cho dù họ có bất đồng nhau hay cạnh tranh lẫn nhau thì điểm chung của họ vẫn là sự cống hiến hết mình cho nghệ thuật. Còn các bạn, giữa hình tượng nhân vật nữ anh hùng trong các phim của Miyazaki và những nhân vật nữ có cả ưu và khuyết điểm trong phim của Hosoda, các bạn yêu thích bên nào hơn? Với các bạn nam, bạn thấy hình ảnh nhân vật nữ của đạo diễn nào gần với thực tế hơn? Trong tất cả các nhân vật ấy, bạn thích nhân vật nào? Nhân vật nào mô tả được gần trọn vẹn con người của bạn nhất?
hãy chia sẻ với Phê Phim về cảm nghĩ của các bạn nhé. He's looking at you, kid. Got it. Look at me. I love you more than I've ever loved anyone.